Tin buồn, nghệ sĩ Kim Ngân qua đời ở tuổi 34 khi còn quá trẻ, không kịp gặp con lần cuối. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói lời vĩnh biệt đến người học trò cưng của mình. Nữ nghệ sĩ hứa sẽ đến gặp mặt đối phương lần cuối trước khi lên thiên đàng. Tối muộn ngày 2 tháng 12, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ tin buồn lên trang cá nhân. Cô nghẹn ngào viết, vĩnh biệt con gái bé Ngân xinh đẹp của cô, đứa học trò K1, con mau siêu thoát nhé. Cô tới thăm con lần cuối trước khi con lên thiên đàng vào ngày mai con nhé. Chia sẻ của nữ diễn viên khiến nhiều người hoảng hốt. Sự ra đi đột ngột của diễn viên Kim Ngân để lại nhiều tiếc thương với bạn bè, người thân và khán giả. Nhiều người gửi lời động viên nữ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe khi đến dự đám tang trong thời điểm nhạy cảm này. Cách đây không lâu, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng buồn bã khi phải thông báo tạm đóng cửa sân khấu kịch Hồng Vân vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Nghệ sĩ Kim Ngân tên thật là Nguyễn Thụy Kim Ngân, sinh năm 88, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nữ diễn viên thuộc lớp đầu tiên của sân khấu kịch với Xuân Nghị, Duy Anh, Minh Nga. Kim Ngân ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ góp mặt trong vở kịch Người đàn bà uống rượu và ga thì thường. Không chỉ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ sự thương cảm trước sự ra đi của Kim Ngân. Diễn viên Minh Dũng xúc động, tôi vào sân khấu Hồng Vân từ những năm đầu tiên nên vẫn còn nhớ bé Ngân, bé hiền lành dễ thương lắm. Tôi và bé Ngân từng đóng chung vở, giờ đại kết hồi bé tốt nghiệp, mạng đi một thời gian bé đi nước ngoài bật tin. Vì bị kẹt lại lịch quay nên tôi rất tiếc không đến nhà tạm biệt em lần cuối. Nghệ sĩ Minh Nhí rất quý Kim Ngân, nam diễn viên cũng tiếc thương gửi lời chia buồn. Tôi vừa đến tiễn biệt Ngân lần cuối, buồn thật nhiều, không kìm được nước mắt. Tôi mong Ngân về trời yên nghỉ, mãi nhớ về con cô học trò xinh đẹp đáng yêu. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhờ Minh Nhí nhắn gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu buồn bã đăng bài, mong Kim Ngân ra đi thanh thản không còn vướng bận bụi trần.